Xin được kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của em Thế Anh nhé. Tiếp tục cái clip trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ lên giới thiệu cho các bác một mẫu vang đời cao của dòng X5, mẫu vang H6, mẫu vang có tích hợp cổng quang các bác nhé. Cực kỳ mới luôn, hình thức còn mới đến hơn 90% các bác, gần như là mới nguyên. Thì em sẽ đi chi tiết sản phẩm này cũng như là báo giá sản phẩm để anh em và các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, phía trước màn hình của chúng ta nhé, là con vang M6 H6 nhé, dòng vang cao cấp của X5, có tích hợp cổng quang này. Về hình thức của con này ạ, mặt phai nhôm cực kỳ mới này, mới hơn 90% các bác nhé. Con này chỉ thiếu mỗi hộp xốp thôi, hàng cực kỳ mới này. Dòng X5 mà tích hợp cổng quang này, cổng quang kỹ thuật số này, tiếng nhạc cực kỳ sạch luôn. Một lát nữa thì em sẽ test tiếng nhạc cũng như là tiếng mic của cái dòng vang M6 H6 này nhé. Con này cực kỳ hay luôn, cực kỳ sáng, tiếng mic cực kỳ sáng các bạn ạ. Thường thì cái dòng X5 này, X8, X10 này, nó chạy chạy chip là Analog Device 21375 đúng không ạ? Con này chạy chip này, con này là chip đời mới này, con này là Analog Device 21571 đúng không ạ? Con này 215 này, còn các con vang X5, X8 này, X12, 21375 đúng không ạ? Con này là con đời mới nhất nhé. Thường thì chip của một con vang nó gần như là linh hồn cũng như là trái tim của một con vang này, để quyết định ra chất âm hay không nó nằm ở chip này các bác nhé. Bo DSB rời này đúng không ạ? Chip AKM này, con chip AKM này, con này xử lý tiếng mic này cực kỳ mượt các bác này, cực kỳ hay nhé. Bên trong nội thất này, linh kiện cực kỳ khôn các bác này. Con này là hai nguồn các bác nhé, tương tự X5 hai nguồn này. Về mặt đằng sau của dòng vang này đúng không ạ? Nguồn lấy là 220V này, nguồn cấp là 220V này, công tắc nguồn này, quạt gió này, đường in thì chúng ta sẽ lấy nhạc qua cổng optical, một trong những cái cổng mà bây giờ hầu hết các cái TV thông minh đều có các bác nhé, cổng optical này, cổng quang thông minh nhé. Cổng nhạc số đấy ạ, đường in 3.5 này, in 1, in 2 này, và đường thu âm này, MRML này, SRL, cổng súp sẽ là AUX nhé các bác nhé, cổng súp này. Đó, thì một con vang như thế này thì hình thức đang còn mới các bác nhé, rất ít được sử dụng này. Đấy, trong gọi là đang còn ít sử dụng này, thì cái thời gian sau này các bác sử dụng sẽ được kéo dài nhé. Dòng vang này thì ở trên thị trường thì em có tham khảo một số đơn vị đang bán với mức giá là hơn 3 triệu đồng các bạn, 3.200.000 đồng. Thì em nhập được số lượng lớn thì giá cả sẽ cạnh tranh hơn. Cái mức giá em đưa ra là chỉ hơn 2 triệu đồng các bác nhé. 2.800.000 đồng cho bộ vang M6 này. Đấy, một dòng vang cao cấp của X5 có tích hợp cổng quang, hình thức còn mới nhé. Date thì năm 2020 này. Rất là gần đúng không ạ? 2.800.000 đồng. Tặng dây rắc Canon hoặc là dây Canon đầu hoa sen cho các bác kết nối âm ly hoặc là đẩy nhé. Bác nào không lấy thì trừ dây rắc Canon đi thì giá tốt hơn nhé. Em xin báo lại giá này, con này 2.800.000 đồng các bác nhé, 2.800.000 đồng cho con vang M6 này, cao cấp của X5 có cổng quang này, 2.800.000 đồng. Tặng dây rắc đầy đủ các bác nhé. Không lấy dây rắc thì em sẽ báo giá tốt hơn. Các bác nhanh tay liên hệ đến số Zalo của em 0982 580 959 để chốt sản phẩm nhé. Sản phẩm thì sẽ được kiểm tra hàng này, thử hàng này trước khi thanh toán này, dùng thử trong vòng 7 ngày này. Nếu mà không ưng, thấy không hay thì có thể hoàn trả lại em, không mất 1.000 các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ được cửa hàng bảo hành 6 tháng các bác ạ, 6 tháng nhé. Lỗi 1 đổi 1, không phải chờ thời gian sửa chữa nhé. M6 này giá 2.800.000 đồng, tặng dây rắc Canon, được chưa ạ? Rẻ nhất thị trường rồi các bạn. Và bây giờ em sẽ test thử cái chất âm nhạc cũng như mic của cái dòng vang này nhé. Cái dòng vang này thì chống hú cực kỳ tốt các bác nhé, chống hú cực kỳ tốt này. Em đang ngồi cách loa này rất gần đúng không các bác? Rất gần đúng không các bác? Chỉ tầm khoảng là 450cm này, 450 phần thôi, chống hú cực kỳ tốt nhé. Đây, em đang mở mic đây.
lên 1 2 5 6 7 6 7. Alo 1 2. Trong ba này thì hát karaoke cực kỳ hay rồi, cực kỳ hay các bác nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ test cái chất âm của cái dòng vang này. Xin báo giá lại sản phẩm này, dòng vàng H6M6 này, dòng vàng cao cấp X5 nhé, có cổng quang các bác nhé, có thiết hợp cổng quang này, cửa hàng em đang bán với mức giá là 2.800.000 đồng, tặng dây giáp phụ kiện cho các bác nhé, bác nào cũng lấy dây giáp phụ kiện thì sẽ có giá tốt hơn nhé. Sản phẩm thì chính sách bảo hành 6 tháng các bác nhé, nhận hàng kiểm tra hàng này. Em xin phép là dừng video tại đây, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé, hẹn gặp lại các bác.